Chào anh em nhé, mình đây là Việt đây. Lâu lâu rồi thì mình cũng không quay video. Thì hôm nay thì quay lại, thì hôm nay là mình review cho anh em một chút cái côn cầm chỉ. Côn của mình mới được tặng của một bạn. Đây. Đây côn gỗ cầm chỉ của mình. Cái côn này là nó nặng khoảng 6 lạng. Đó. Cái côn này nó nặng khoảng 6 lạng thôi. 5 lạng, 8, 6 lạng. Đấy. Thì hôm nay là mình đây là buổi đầu tiên là mình sẽ dạy hơn các bạn về côn nhúng cung nâng cao. Đấy. Về côn nhúng cung nâng cao. Đây là buổi đầu mình dạy côn nhúng cung nâng cao. Đó, thì hôm nay mình sẽ dạy cho anh em hai kỹ thuật. Kỹ thuật số 1 này. Đó. Ngoài đơn. Và kỹ thuật số 2 đó là ngoái xuôi. Sẽ thực hiện bằng cái côn cao su này cho anh em nó dễ nhìn. Đó. Hai kỹ thuật. Thứ nhất, ngoái xuôi. Đó. Và ngoái đơn chứ. Này là ngoái đơn. Đó, và thứ hai là ngoái xuôi. Đó, ngoái xuôi như này. Lưu ý là gì? Là cái cổ tay này. Cái cổ tay là quan trọng nhất, chứ không phải là nắm đấm và cái cẳng tay của anh em. Lưu ý cổ tay là quan trọng nhất. Rồi. Trước khi mà mình dạy cho các anh em hai kỹ thuật này, hai kỹ thuật ngoái đơn và ngoái xuôi như này, thì mình sẽ dạy cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ phải ôn lại cái kỹ thuật bổ trợ cho loan côn nhị khúc. Đây, đó chính là cái kỹ thuật như thế này. Đấy, mình sẽ bổ trợ, đó chính là kỹ thuật như thế này. Đó, cái kỹ thuật như thế này. Đó, trước đấy là mình đã dạy cho anh em học loan xuôi rồi. Đó, thì đây chính là cái kỹ thuật như thế này. Cái kỹ thuật loan xuôi. Đó, anh em làm quen cái cổ tay và anh em tập bổ trợ với cổ tay. Đó, để anh em tập cái loan xuôi. Đó. Đây đúng không? Đó. Thì hôm nay thì hai kỹ thuật ngoái đơn và ngoái xuôi này thì cũng là từ cái kỹ thuật bổ trợ đấy. Từ cái kỹ thuật bổ trợ này. Đây, mình nhìn này thôi. Anh em chưa biết được cái này ấy, thì anh em hãy xem lại những video về côn nhúng cơ bản, về loan côn. Thì mình đã có hướng dẫn rồi. Thì hôm nay mình chỉ dạy nâng cao thôi. Đó, mình dạy anh em nâng cao, kỹ thuật nâng cao thôi. Đó, và mình hướng dẫn nó cũng nhanh thôi, cũng không phải là hướng dẫn lâu đâu. Đó. Anh em học được, học nhanh được thì anh em tập. Xem một lần chưa hiểu thì tua chậm nó lại mà học thôi nhá. Bây giờ là mình bắt đầu mình hướng dẫn kỹ thuật ngoái đơn trước. Đây, mình sẽ làm lại cho anh em này. Một này. Đó. 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 Thì kỹ thuật này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó từ cái kỹ thuật bổ trợ mà ra. Cái kỹ thuật bổ trợ này nó rất là quan trọng. Đó. Đây, kỹ thuật bổ trợ này nó cũng rất là quan trọng. 11 này, 8 xuôi này và cái cổ tay như này. Đó, như thế này. Thì cái kỹ thuật này thì nó cũng tương tự như thế. Nó cũng tương tự so với kỹ thuật bổ trợ, cái ngoái đơn đấy. Nó cũng tương tự. Thì cái bước đầu tiên đó là gì? Anh em hất lên vai này. Đó. Bước số 1 này. Bước số 2 là gì? Là anh em đánh số không xuôi ở phía bên phải. Ở phía bên phải mà ở phía bên phải. Đây, từ mình đây, mình đằng trước này, phía bên phải. Đó. Đây là anh em tạo được một đường số 0 như thế này. Bước số 3 là gì? Là anh em bẻ ngược cái cổ tay, anh em lật cái cổ tay. Đó, lật cái cổ tay như thế này. Anh em nhìn cái cổ tay này. Đó. Và bước số 4 là gì?
Bước số 4, sau khi mà anh em lật cái cổ tay này xong, là anh em làm sao anh em đưa nó ra số 0 về phía đằng trước. Như thế này, anh em đánh số 0 xuôi ở phía bên phải này, lật cổ tay này, và anh em đánh số 0 ngược phía về phía đằng trước như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ hạ thấp này một chút để hướng dẫn cho anh em nó dễ hơn nhá. Bước 1 này, hất vai này. Bước thứ 2 này, mình sẽ đánh số 0 xuôi này ở phía bên phải này. Bước số 3 là gì? Là anh em lật cái cổ tay. Anh em đánh số đây nhá, anh em đánh số 0 xuôi, bước 1 này. Bước 2 lật cổ tay này. Lật cổ tay như này. Đó, và bước số 3 là gì? Là anh em làm sao? Anh em đưa cái côn để em đưa ra cái số 0 từ bên phải này, từ bên phía bên phải này. Để anh em làm sao anh em đưa ra một cái đường số 0 ngược như thế này. Thay theo cái quán tính mình đang quay như này. Cái số 0 ngược theo chu kỳ đồng hồ. Đó. Đây. Từ đây anh em bắt đầu cho em đưa nó ra đây là xong. Rất đơn giản thôi. Mình sẽ làm ở cái góc. Ở cái góc mình thực hiện, ở cái góc mình đánh này. Bước 1 này. Bước 1 này, anh em hất lên vai. Ví dụ về thẳng như này. Bước số 2 là gì? Là anh em đánh số không xuôi ở phía bên phải. Đó, đánh như thế này. Bước số 3 là gì? Là anh em lật cái cổ tay. Lật cổ tay là lật ngay lập tức. Lật là lật như này, lật. Lật là lật xoắn ngay lập tức như này. Đó, chứ không phải là gì? Chứ không phải như này em cứ khừng như này là sai nhá. Như thế này xoắn ngay lập tức. Mấu chốt là cổ tay chứ không phải là do cái nắm đấm và cả cái cẳng tay anh em đánh. Cổ tay này. Cổ tay này. Chứ không phải là do nắm đấm và cái cẳng tay của anh em. Đó. Bởi vì kỹ thuật nâng cao này chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn vào phần cổ tay. Đấy. Rồi, bước 1 này. Thắt lên vai này. Bước số 2 này là anh em đánh số 0 ở bên phải. Đó, như thế này. Bước số 3 là gì? Là anh em lật cổ tay. Đó, như lúc đấy mình đã làm rồi. Và bước số 4 là gì? Là anh em đưa trở lại số 0 ngược như thế này, số 0 ngược như thế này. Đó, nó như thế này thôi, nó chỉ có như vậy thôi. Cái ngoài đơn nó chỉ có như thế này thôi, bước thì nó chỉ có như vậy thôi. Trở lại thì làm sao? Trở lại thì anh em giống như số 8 xuôi, anh em lại đưa số 0 đây nhá, số 0 ngược này. Em lật sang số 0 xuôi như bước cũ, trở về như bước cũ. Rồi sau đấy làm sao anh em lại lật ngược cổ tay và anh em đưa như này. Đây, mình sẽ làm, bắt đầu mình làm chậm này. Để bắt đầu mình làm, bắt đầu thực hiện động tác chậm này. Một. Đó. Đó. Đây, nhìn vào cái cổ tay của mình này. Cái này là hướng dẫn nâng cao cho nên là mình hướng dẫn nó cũng khá là nhanh thôi. Mình không có hướng dẫn từ từ như là lúc cơ bản được. Bởi vì làm sao mọi người, bởi vì trong cái giai đoạn mọi người đang, khi mà mọi người bắt đầu luyện nâng cao rồi thì mọi người cơ bản là về mọi người cũng đã bắt đầu, mọi người nắm bắt được rồi. Thì sau này mình chỉ cần mình dạy qua nữa là mọi người hiểu ngay, nó rất là nhanh thôi. Cái kỹ thuật này nó, tất cả kỹ thuật nâng cao mình dạy chủ yếu là nó chuyên về cổ tay. Đó, nó không có khó đâu. Mọi người nhìn là nó khó rồi, nó không khó đâu. Đó. Một này. Đây nhá, 1 này, 2, 3, đó. Rồi, và động tác số 2, động tác thứ 2 trong video dạy côn nâng cao, ở trong video đầu dạy nâng cao thì là kỹ thuật, chính là kỹ thuật ngoái xuôi. Đó, còn anh em vừa tập là kỹ thuật ngoái đơn. Còn ngoái xuôi là gì? Là một đường, là một đường từ phải sang trái là xuôi. Đó. Bắt đầu từ số 0. Đưa sang trái là 8 ngược là ngoái xuôi. Còn ngoái ngược là bắt đầu từ số 8 ngược. Rồi đấy là anh em ngoái ngược lại sang 8 xuôi. Cái này là mình sẽ hướng dẫn ở video sau. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn về ngoái côn xuôi thôi. Đó. Đơn và xuôi thôi, ngoái đơn và ngoái xuôi. Thì kỹ thuật số 2 là kỹ thuật ngoái xuôi. Thì bây giờ mình sẽ làm lại cái động tác này cho anh em xem nhá. Một này. Đó. Đó, nó như này thôi. Đó. Ngoái côn xuôi. Rất là đơn giản thôi. Đó, thì bước thứ nhất là gì? Anh em vẫn làm
anh em vẫn hất lên vai như là anh em, như là cái bước đầu anh em đánh ngoái xuôi, ngoái đơn đấy, bắt đầu này, từ anh em bắt đầu lên vai này giống như ngoái đơn, là từ cái bước một là anh em lấy lên vai để anh em lấy đà. Bước số 2 là gì, là anh em vẫn đánh cái số không xuôi ở phía bên phải như thế này. Bước số 3 là gì, anh em lật cổ tay. Ba bước đầu tiên là anh em làm giống y hệt như là ngoái đơn. Và nó khác ở cái bước số 4 là gì, là thay vì là anh em đánh số không ngược thì lần này là anh em làm sao, anh em lật ra đây nhá, anh em lật này anh em này, anh em đánh ra cái số 8 xuôi đó, để anh em đưa số 8 xuôi ra luôn đó, anh em phóng cái số 8 à đâu phóng số 8 ngược chứ, anh em phóng ra cái số 8 ngược ra luôn như thế này đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại này, bước 1 này thân lên vai này đó, bước số 2 là gì, anh em đánh số không xuôi ở phía bên phải. Bước số 3 là gì, là anh em lật cổ tay để anh em lấy đà, anh em phóng ra cái số 8 ngược. Và bước thứ 4, bước thứ 4 là gì, là anh phóng ra cái số 8 ngược này là xong, rất đơn giản thôi đó. Mình làm lại này, 1 này, 2 này, phóng này cổ tay này, lật xong này, phóng này, mình dùng cái úp cổ tay này, mình lật úp cái cổ tay, mình đánh cái số không xuôi xong, số không lật cổ tay xong rồi đúng không, anh em lật, anh em phóng cái cùi của cái cổ tay này ra, để anh em phóng cái cùi của cái cổ tay này, anh em phóng ra cái số 8 ngược là xong. Cái này nó dễ mà, anh em hiểu phát là anh em làm luôn. 1 này, hất vai này, 2 này, 3 này, 4 này đó. Rồi 1 này, 2 này, 3 này, 4 này đó. Sau khi mà anh em làm đến cái bước thứ 4 nữa rồi đúng không, là anh em bắt đầu là anh em đánh ra như này đúng không, anh em bắt đầu anh em đánh đây nhá anh em đánh ra đến đây rồi đúng không, đến cái bước này rồi đúng không, là bắt đầu được một nửa rồi, là anh em bắt đầu anh em làm được một nửa rồi, thì cái bước tiếp theo là gì, là làm thế nào là anh em trở về được cái đo số không xuôi, tức là gì, tức là từ 8 ngược như này đó, anh em trở về số không xuôi như này đấy, thì nó rất là đơn giản thôi. Đây nhá, mình hất lên vai này đó, rồi sau đấy là mình đánh không xuôi này đúng không, rồi đấy là mình đánh 8 ngược như này. Đây mình sẽ quay về hướng bên trái của mình thì mình sẽ đánh cho anh em xem này. 1 này, này đúng không anh em phóng ra được số 8 ngược như này rồi, thì cái bước trở về nó rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần làm sao, anh em vòng, anh em đánh móc giống như là anh em đầu tiên, anh em vòng móc giống như là chém móc đó. Chém móc từ bên phải dưới lên trái như thế này đúng không, đây anh em chém móc này đấy, rồi sau đấy là anh em làm sao, anh em vòng nó về, anh em đánh số không xuôi đó. Đây nhá, mình hướng dẫn lại này, 1 này, 2 này, 3 này, cổ tay này, 4 này, cùi cổ tay để phóng vào số 8 ngược đúng không. Bước số 5 là gì, đây đơn giản hơn, thì mình sẽ bắt đầu là từ số 5, từ cái đòn số 8 ngược mà mình đã phóng ra đúng không, thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ trở về số không ngược như này luôn, giống như mình sẽ trở về cái phần bước ngoái đơn á, giống như mình trở về cái phần bước ngoái đơn á, đây giống như thế này đó, ngoái đơn như này để ra cái số không ngược như này để anh em về cái số không xuôi đó, thì lần này là số 8 ngược xong đúng không, là anh em làm sao, anh em dùng số không ngược này và anh em trở về số không xuôi đó, và tiếp tục những cái bước lặp lại thôi đó đấy anh em làm cái này nó cũng hay đó. Mình sẽ bắt đầu làm chậm này,
mình bắt đầu mình làm chân này. Bây giờ mình sẽ đứng ở hướng bên chéo, hướng bên trái chéo mình này, để mình thực hiện chậm cho anh em xem. Đấy, để anh em bắt đầu, anh em phải hình dung ra ngay, bắt buộc là anh em phải tập cách hình dung ra kỹ thuật đó. Rồi mình bắt đầu mình làm này. Đó, anh em xem chưa hiểu thì anh em tốt nhất anh em cứ tua chậm nó lại là anh em sẽ làm được thôi, nó rất là dễ. Hai kỹ thuật này rất dễ, đúng không? Còn ở trong trường hợp là gì, ở trên mạng mà anh em chưa tập được, ở trên mạng internet, đúng không, anh em lên YouTube anh em xem kỹ thuật anh em vẫn chưa học được, thì làm sao anh em có thể slow motion lại là xong. Đó, nó chỉ có như thế này thôi. Đây, đấy, ngoái đơn thì nó như thế này. Đấy, ngoái xuôi thì nó như thế này. Đấy, xem vẫn chưa hiểu thì anh em tôi chậm lại thôi nhá. Chào anh em trong video nâng cao tiếp theo.